Việt dịch nghĩa từ Nam Mỹ, dịch qua chè nó từ Nam Mỹ. Hồi nãy giờ chưa nhớ nữa hả? Bây giờ cái danh từ vô. Active ingredients. Respiratory tract, đường hô hấp. Renal function, chức năng thở. Đá dược. Excipient. Bacterial infection. Nhiễm khuẩn. Sự nhiễm khuẩn. Nội dung. Thế là hàm lượng. Hàm lượng. Hàm lượng. Không dung làm. Intolerant. Không dung làm. Không dung nè. Đó là danh từ đó. Sự. Thêm chữ sự và thành danh từ. Gốc mình là danh từ. Dạ, đúng rồi. Sự suy yếu. Sự suy yếu. Precaution. Chẳng. Đi cái này chắc cần sự. Lactation. Sự tiết sữa. Trial. Thử thử. Trial là thử. Thử nghiệm lâm sàng rồi đó. Disorder. Rối loạn. Disorder. Rối loạn. Order là trật tự, disorder là không có trật tự. Trật tự, rối loạn. Rối loạn. Picture intestinal. Nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trào ngược. Đó. Trào ngược thực quản. Rồi có thêm một chữ reflux nữa. Đây chỉ là thực quản. Không có trào ngược có thêm chữ reflux chưa? Cái này có là trào ngược. Quản ho. Electrolyte balance, cân bằng điện giải. Electrolyte. Electrolyte balance. Tôi phải chỗ đây chút nữa các chị biết sao mình bị mất điện. Circulation hệ tuần hoàn. Không có hệ. Sự tuần hoàn. Cũng được. Nhưng mà cái nghĩa chính của nó là sự tuần hoàn. Có cho đúng, ai ghi hệ. Inhibit, khống chế. Loại từ gì? Nhân tâm. Nào cái sự vớ. Sự ức đấu. Sự ức chế. Ức chế. Ức chế không thôi. Động từ không? Ất vớt mà. Vớt là động từ. Concentration. Nồng độ. Augmented contextual activity in ingredients. Augmented này có chứa hai cái thành phần hoạt tính. Children weighing 40 kg and over should be dosed according to the elders' recommendation. Là trẻ em bơ chưa một tuổi 40 kg trở lên thì được khuyến cáo là nên dùng theo liều của người lớn. Nhớ cái tên là nhấn nào.